Không cần phải quá nhiều tiền đâu anh chị, vài triệu hay vài chục triệu thôi, vài trăm ngàn đồng anh chị có thể sở hữu một dòng Deno chớp như thế này đây, màu đỏ viền vàng, cực kỳ bắt mắt và cực kỳ nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh chị trên thị trường hiện tại anh gia. Deno chớp Susan. Anh chị đã quay trở lại với Hoa Lan Di Phong anh gia, và trong một buổi sáng cực kỳ đẹp trời ngày hôm nay, mến chúc cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng khi mà anh chị xem video clip này. Và hiện tại đứng kế bên em đây là anh gia ở trên chuồng, và những cái chậu Deno chớp nó khoe sắc. Nhân tiện đây thì em cũng chia sẻ anh chị, đây là một trong những cái dòng Deno chớp có tên gọi là Susan, màu sắc rất là đẹp anh gia, với giá cả hết sức là phù hợp. Trước khi vào phân tích cái video chi tiết này thì chia sẻ của anh chị luôn, thì hiện tại anh chị thị trường Deno chớp đang cực kỳ sôi động anh gia, với những cái mặt hàng rất là đa dạng, nào là chớp vàng đỏ, rồi chớp kim cương máu, rất là nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng khi mà anh chị lựa chọn cho mình một nơi để bỏ số tiền ra, tại vì Deno chớp anh chị có giá trị rất là cao, từ vài trăm ngàn, vài triệu hay thậm chí là vài chục triệu, thì anh chị nên lựa chọn những nơi mà mua bán uy tín. Tại vì một số cái cây á, là giống chưa ra hoa anh nha, nên mà anh chị là giống như là chọn mặt gửi vàng thôi anh chị, chứ đừng có mà thấy một số nơi bán rẻ rẻ rồi anh chị, ví dụ cây vàng đỏ một số nơi bán 100-200 ngàn mà chuẩn hoa rồi vàng đỏ nghịch nữa, là cái chuyện đó là anh hết sức là nguy hiểm, cô chú anh chị mình lưu ý nha. Và có một dòng Deno anh nha chuẩn hoa như thế này đây, là Deno chớp Susan, thì mình sẽ nhìn ngắm về chút xíu anh nha về dòng Deno chớp Susan này. Thì cái viền hoa của cô chú anh chị ở bên trong á, là hơi màu đỏ sẫm chút xíu, ở bên ngoài á, là viền vàng rất là đẹp, chớp luôn cánh và chớp cả lưỡi luôn. Thì đây là một trong những có hai dòng, một dòng là Susan Đài và một dòng Susan Thái, nhưng mà hiện tại á, mặt hoa nó cũng tương đối xem nhau thôi anh chị à. Chớp rất là sâu, chớp từ cánh và chớp lưỡi luôn. Ngoài ra nó có một mùi hương thơm nhẹ anh chị à. Nếu mà mình để lỗ mũi gần á, thì nó sẽ có một cái hương thơm nhẹ trông rất là dễ chịu. Và có một điều đó anh chị, nó chớp ở viền trước và viền sau nó chớp còn đậm hơn nữa. Cô chú anh chị thấy không? Chớp mặt trước và mặt sau ở viền như thế này đây. Là này chớp theo kiểu chớp viền. Và cô chú anh chị mình khi mà anh chị chăm sóc cái dòng này á, thì nó không chỉ đẹp về hoa đâu, mà nó đẹp còn đẹp về thân thủ nữa. Những cái mầm nó lên rất là mướt rồi nè. Cô chú anh chị mình, một số anh chị mới chơi về dòng Deno chớp, anh chị sợ rồi nói là dòng Deno cái kiểu như Deno mà đột biến thì có dễ dàng chăm sóc không? Thật ra nó cũng chăm sóc bình thường thôi anh chị. Anh chị có thể sử dụng đúng theo quy trình combo 5 của Hoa Lan Di Phong đã chia sẻ cho anh chị về kích rễ bật mầm. Anh chị thay làm đúng theo đó và tự tin chăm sóc anh nha. Rồi, một cái nữa về vẻ đẹp anh gia, về màu sắc thì anh chị biết rồi, màu đỏ và màu vàng á, lúc nào luôn cũng thu hút anh chị đối với những cái form hoa mà lên tông màu đẹp như vậy. Một điều nữa là giá của nó rất là hấp dẫn anh chị, như một chậu lớn nè, ba thân đang hoa như thế này. Nếu mà anh chị nào xem clip này á, thì em xin chia sẻ anh chị với mức giá là 950 ngàn một chậu thôi, ba thân cao hơn gang tay em và thuần thông anh gia, thuần thông sẵn cho cô chú anh chị mình luôn. Với những chậu Deno chớp Susan này, hiện tại em đang có 8 chậu ra hoa. Hoa sẵn cho anh chị thì cô chú anh chị yên tâm rồi nha. Nói chung là có hoa hay không hoa gì bên em vẫn bảo hành mặt hoa chuẩn cho anh chị như thế này, với ba thân cao tầm gang tay đang thuần thông 950 ngàn. Bên em sẽ bao ship nhanh trên toàn quốc, tặng kèm cho anh chị thêm một cái chai để dưỡng rễ dưỡng lá anh chị à. Và có một điều như thế này là anh chị, khi mà em chia sẻ anh chị những cái chậu Deno chớp Susan 950 như vậy á, là em sẽ chia sẻ anh chị với những cái hướng đi mắt ngủ còn nguyên hết. Cô chú anh chị là nói nhanh quá, nói dấp luôn. Đây nè anh chị, là những cái chậu á, khi mà toàn bộ là đều lên mầm con hết. Nè anh chị thấy chậu nào nó cũng đang lên mầm con hết không? Đó, bên đây lên hai mầm luôn nè, hai mầm con hết, để đảm bảo anh chị rằng mắt ngủ và hướng cây con nó vẫn phát triển hết sức là khỏe mạnh và bình thường, xứng đáng để cho anh chị bỏ ra 950 ngàn để sở hữu một chậu Deno chớp Susan. Cây khỏe, bộ rễ khỏe, thân thủ khỏe, hoa đẹp anh chị ha. Anh chị cô chú còn có cảm nhận riêng gì về dòng Deno chớp Susan này không? Nếu mà có ý kiến, anh chị có thể lại để lại bình luận để phân cùng nhau phân tích mặt hoa Deno chớp Susan rất đẹp như thế này anh nha. Nếu mà anh chị thấy hình ảnh video này chất lượng đẹp, âm thanh rõ, với lại những chia sẻ của em phù hợp với anh chị, thì anh chị có thể chia sẻ video này để cho mọi người cùng chung đam mê, cùng có thể tham gia bàn luận về vẻ đẹp của dòng Deno chớp Susan này anh chị ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi rất là nhiều. Cảm ơn vì đã lựa chọn Hoa Lan Di Phong trong rất nhiều sự lựa chọn. Mến chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh chị trong những video clip lần sau tại kênh YouTube của Hoa Lan Di Phong. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.